Thiều Bảo Trâm mừng MV đạt số 1 trending YouTube nói về chuyện đàn ông lừa dối và có người khác. Sau màn comeback đầy thành công, Thiều Bảo Trâm đã có buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ. Đúng 19 giờ ngày 11 tháng 4, Thiều Bảo Trâm đã phát hành sản phẩm âm nhạc trở lại mang tên Sau lưng anh có ai kìa, khác hẳn với giai điệu vui tươi giống như Love Rosie trước đó. Câu chuyện MV lần này lại mang màu sắc sầu bi lụy về người thứ ba. Từng ca từ cho đến hình ảnh đều khắc khoải về chuyện tình tan vỡ do có sự xuất hiện của một người con gái khác. Màn comeback của Thiều Bảo Trâm đã đạt được những thành công nhất định. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu top 1 trending YouTube đầu tiên của nữ ca sĩ trong sự nghiệp. Để ăn mừng thành tích này, mới đây Thiều Bảo Trâm đã có buổi trò chuyện với fan và chia sẻ kỹ hơn về nội dung MV Sau lưng anh có ai kìa. Theo đó, trong clip Thiều Bảo Trâm chia sẻ, tình yêu đó chính là cái mà người mình yêu đã yêu người khác trong khi đang yêu mình. Ở trong MV, mọi người có thể thấy cô này luôn là người làm hòa và luôn níu giữ người đàn ông này lại ở bên cạnh mình. Dù biết có tin nhắn nhưng không đọc, có sự tranh cãi, cãi vã rằng vì sao lại có tin nhắn như thế và rồi cô ấy vẫn là người làm hòa và bỏ qua mọi chuyện. Đến cuối thì chạm đến giới hạn mà cô ấy không thể chịu đựng được nữa, rất đau khổ. Một cái cảnh mà Trâm rất thích ở đoạn cuối đó là cô ấy chứng kiến nhìn thấy mọi chuyện, nhưng cô ấy vẫn cố gắng tự lừa dối bản thân rằng không hề có người con gái kia, cũng không chấp nhận sự thật rằng người đàn ông này đã lừa dối mình, đã phản bội mình và đã có một người khác. Thiều Bảo Trâm nói thêm, cô ấy đã tự che mắt mình và dặn lòng rằng đừng đau khổ nữa, đừng nhìn vào điều ấy nữa, và thực ra có một phần rằng cô ấy tự nói với bản thân mình là hãy tha thứ cho người này một lần nữa đi, quay trở lại với nhau đi, mong rằng chàng trai này sẽ lựa chọn mình, còn cái kết thì mọi người chờ đón phần 2 nhé. Dù đạt thành tích nổi trội nhưng MV comeback của Thiều Bảo Trâm cũng vướng không ít tranh cãi. Cụ thể, từ sau khi thả thính teaser cho đến MV chính thức, Thiều Bảo Trâm luôn khiến người xem bất giác nhớ tới Sơn Tùng MTV. Không biết vô tình hay cố ý nhưng những chi tiết dưới đây làm nhiều người phải đặt nghi vấn liệu Thiều Bảo Trâm có đang ẩn ý tình cũ tiên đồn Sơn Tùng trong sản phẩm của mình. Trước khi ra mắt MV, Thiều Bảo Trâm từng thả nhiều teaser với các phiên bản khác nhau, trong đó cô từng cho lên sóng đoạn clip ngắn khoảng 15 giây với khung cảnh bãi biển thời điểm chạng vạng tối, trời nhá nhem với tông màu lạnh lẽo chủ đạo. Thiều Bảo Trâm xuất hiện và ôm chặt một chàng trai đang nhìn xa xăm về phía trước. Đáng nói chiếc áo vest của anh chàng nam chính trong MV của Thiều Bảo Trâm lại bị phát hiện khá trùng hợp với trang phục mà Sơn Tùng MTP từng diện. Vẫn là chiếc áo màu xám lông chuột cùng các vùng họa tiết nanh sói được bài trí thành cụm theo dạng kẻ caro đã làm netizen lập tức nhớ tới hình ảnh của Sơn Tùng. Thậm chí là với hình ảnh này có người còn thắc mắc danh tính của chàng trai liệu có phải chủ tịch MTP Entertainment hay không. Cùng với poster MV, Thiều Bảo Trâm còn làm dân tình tá hỏa khi ghép với poster MV Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng MTP. Theo đó, khi ghép hai tấm poster MV này, điều trùng hợp lạ thường khi lại vô cùng trùng khớp. Nếu nhìn không kỹ còn làm nhiều người tưởng đâu, Thiều Bảo Trâm đang ôm ấp tình cũ tiên đồn trong bối cảnh tình tay ba đầy éo le. Cũng chính khoảnh khắc này khiến cộng đồng mạng xôn xao đặt nghi vấn liệu Thiều Bảo Trâm có đang ẩn ý Sơn Tùng trong câu chuyện MV hay không. Bằng chứng rõ ràng nhất lúc này phải kể đến tựa đề MV Sau lưng anh có ai kìa như là một sự ẩn ý cho tiên đồn cô ở sau lưng Sơn Tùng trong suốt 8 năm mà chưa từng được công khai danh phận. Hai ngày trước khi tung MV Sau lưng anh có ai kìa, Thiều Bảo Trâm đã hé lộ toàn bộ live read qua tấm poster. Qua lời bài hát, người xem có thể khẳng định nữ ca sĩ đang kể câu chuyện về người thứ ba. Tuy nhiên, tấm poster live read này đã nhanh chóng bị cộng đồng mạng bóc việc có điểm trùng khớp đến 90% với poster MV Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng MTP. Từ hình ảnh một đôi nam nữ đứng quay lưng cho đến việc nhìn cảnh sông nước và xa xa là hình đồi núi đều được cho là có sự tương đồng bất ngờ. Thậm chí có ý kiến còn đặt nghi vấn Thiều Bảo Trâm nhái poster MV của tình cũ tiên đồn Sơn Tùng MTP. Bên cạnh đó, trong MV Sau lưng anh có ai kìa của Thiều Bảo Trâm cũng xuất hiện một nhân vật nữ phụ. Đây được cho là cô nàng Tiểu Tam đã xen vào mối tình của cả hai, khiến cô và anh chàng Marando không thể tiếp bước cùng nhau. Đáng chú ý, việc nữ phụ MV của Thiều Bảo Trâm diện chiếc áo màu đen hở vai cũng khiến nhiều người nhớ tới hình ảnh ấn tượng nhất của Hải Tú. Còn nhớ trong một sự kiện, Hải Tú từng sát cánh bên Sơn Tùng MTP và diện áo đen ôm sát body với chi tiết cut out hở vai. Dù không hoàn toàn giống y hệt nhưng hình ảnh khá tương đồng này cũng dấy lên nghi vấn cô đang ẩn ý cả hình ảnh Hải Tú trong MV.